22 tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Thăng Long. Về sở thích thì có lẽ là mình cũng giống đa phần các bạn trẻ hiện nay thôi. Đó chính là đi du lịch này, tham gia các hoạt động tập thể và làm nhiều nhạc. Trước đây thì mình có làm biên tập viên và MC cho chuyên mục Hip Hop Channel của mạng xã hội Việt Nam Go.vn. Còn hiện tại thì mình có tham gia tổ chức sản xuất cho đường dây Hip Hop trẻ Esculet và bọn mình cũng đã cho ra đời MV đầu tay chính là Bốn Đêm. Các bạn cũng có thể biết là với tiêu chí của nhóm là sẽ mong muốn trở thành những viên đạn âm thanh tạo sự đột phá trong âm nhạc. Vì vậy mà các chủ đề các ca khúc mà nhóm viết thì thường là về vấn đề nhạy cảm của xã hội. Và sắp tới thì Esculet sẽ cho ra đời hai MV mới, đó chính là Be My Girl và Người Mấy Tình Yêu. Thì rất mong sẽ được các bạn đón nhận và ủng hộ. Về những khúc khác thì mình rất là yêu thích tham gia nghệ thuật, bởi vì nghệ thuật làm cho cuộc sống của chúng ta khá là bay bổng. Hiện tại thì mình cũng theo học lớp diễn xuất của Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Truyền hình TV Pro. Rất mong là thời gian sắp tới sẽ có những dự án phim để ra mắt các bạn. Và gần đây thì mình có nhận lời tham gia làm vlog của nhóm làm phim Tượng Cả. Và các bạn có thể thấy là ngay trong gian phòng này chính là nơi mà bọn mình đã cho ra đời sản phẩm của các đầu tay và với một chủ đề khá là mụ mị, 6 lý do khiến bạn độc thân. Tỏ tình là việc các bạn biểu lộ tình cảm của mình thông qua những thứ mà tai có thể nghe, mắt có thể thấy, đó chính là lời nói và hành động. Có một năm trước đây thì mình cũng tham gia làm người mẫu trong một số báo tin, nhưng mà các bạn cũng thấy đây là mình đã mũm mĩm hơn rất là nhiều rồi, cho nên không thể tiếp tục công việc được. Và sau đó thì mình có chuyển qua làm story thời trang. Nếu như các bạn gặp và nói chuyện với mình ở ngoài thì chắc không ai nghĩ mình là một sinh viên chuyên ngành kế toán cả, bởi vì các bạn thấy là mình sẽ nói rất là nhiều về chủ đề thời trang, âm nhạc, điện ảnh hay là những cuốn sách hay. Hàng ngày thì mình lại thích nấu ăn, rồi thích chơi thể thao và những gì đặc biệt thích làm những món đồ handmade tặng người thân. Và thêm vào đó nữa thì tính cách của mình cũng khá là cởi mở, và như đa phần bạn bè nhận xét thì là có hơi nhí nhảnh một chút, hoàn toàn là không có cái sự tỉ mẩn như là thiên về số học của dân kế toán. Nhưng mà mình thì cho rằng là nếu như các bạn suy nghĩ nghiêm túc một chút và có sự tập trung vào cái tương lai thì chắc chắn là các bạn sẽ làm được những gì mà mình mong muốn. Lời cuối cùng thì mình chỉ muốn nói là mình rất vui khi được tham gia vào gói thi mới sáng nay. Mình rất mong là sẽ có cơ hội nhiều hơn nữa để kết bạn với tất cả mọi người và hy vọng sẽ sớm nhận được lời âm của các bạn. Chúc cho chương trình sẽ ngày càng đem đến nhiều niềm vui và đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.